ngày hôm có nắng có đêm dường dài có chuối đi tìm ngày hôm có nắng bên bên con kiệt ngang tình yêu của quê Oh.
đã gây ra những hậu quả không lường. Người nằm xuống không có tội, người ở lại càng đau lòng hơn. Giá như lúc ấy mình tỉnh táo, giá như lúc ấy mình không say sưa quá chén, giá như sẽ không có một cái giá nào cho sai lầm của tai nạn giao thông cả, mà cả chúng ta nhận được là sự mất mát, đau thương là hậu quả về sau. Hãy thực sự tỉnh táo để không mắc phải những sai lầm, những nuối tiếc, để không phải cảm thấy tâm hận, không để bản thân phải thốt sai từ giá như. Thank you.